Để xem được những video mới nhất, bạn vui lòng nhấn vào nút subscribe để đăng ký kênh và nhấn vào chuông để nhận video mới nhất. Hello, chào bạn đến với kênh CD2 Studio và quay trở lại với những video hướng dẫn kiếm tiền trên YouTube của mình. Nội dung hôm nay mình sẽ chia sẻ đó là xoay quanh kênh YouTube của bà Tân Vlog. Và hôm nay mình đọc được một cái bài báo, đó là bài báo đó nói về doanh thu của bà Tân Vlog khi được bật kiếm tiền sau một thời gian. Thì ngày hôm nay kênh bà Tân Vlog đã công bố doanh thu thật. Và mình đọc xong bài báo đó thì mình thấy có một số thông tin khá là bất ngờ. Do đó mình quyết định làm cái video này để cùng chia sẻ với các bạn và chúng ta cùng thảo luận, để cùng học hỏi lẫn nhau nha. Thì như các bạn biết, kênh bà Tân Vlog là một kênh YouTube cực kỳ lớn hiện nay và đang rất là được nhiều người quan tâm. Và doanh thu của kênh YouTube này đang là một dấu chấm hỏi lớn cho tất cả những người làm YouTube cũng như là những người quan tâm đến nội dung kênh của bà. Thì thời gian trước, theo con số thống kê của Social Black trên này, thống kê doanh thu thật của bà Tân Vlog đạt doanh thu thực sự rất là khủng khiếp ha. Hiện tại mình xem thì một tháng đã từ hơn 23.000 cho đến 300.000 đô, tức là một tháng phải hơn 300 triệu đúng không? Thì đó cũng là một cái mức doanh thu mà nhiều bài báo và nhiều người ta cũng dự đoán là thu nhập của bà sẽ được như vậy nếu như kênh bà được bật kiếm tiền. Và kênh YouTube của bà Tân Vlog đã được bật kiếm tiền trong khoảng vài tuần mới đây. Thì không biết cái thu nhập này có thực sự đến với bà hay không. Thì ngày hôm nay mình có đọc một cái bài báo, thì bài báo đó viết rất là chi tiết về doanh thu của bà Tân Vlog. Mình thấy rất là hay, do đó mình sẽ chia sẻ cho các bạn ha. Và cái nội dung bài báo đó viết đó là ekip của những người đang làm việc chung với bà Tân Vlog, họ đã xác nhận là doanh thu thật của kênh YouTube bà Tân Vlog thực sự không đạt cái mức doanh thu khủng khiếp như thế này ha. Nó không thể nào đạt con số là một tháng phải hơn 23.000 đô như Social Black thống kê như vậy. Và đây chính là thông tin chính thức từ những người làm việc chung với bà Tân Vlog và xây dựng lên kênh YouTube bà Tân Vlog này. Và đại diện truyền thông của kênh YouTube bà Tân Vlog đã chia sẻ thì nếu như kênh YouTube bà Tân Vlog ở Mỹ thì có thể đạt được thu nhập khủng như Social Black thống kê, nhưng hiện tại kênh YouTube này đang ở Việt Nam, do đó cái doanh thu thật mà kênh YouTube này nhận được chỉ đạt từ 10 cho đến 20% trên cái doanh thu mà Social Black thống kê. Thì doanh thu thật của kênh YouTube bà Tân Vlog này hiện tại là đạt mức là 3.000 đến 4.000 đô một tháng, là khoảng từ 70 cho đến 93 triệu đồng. Thì các bạn thấy ha, dù tốc độ tăng trưởng kênh rất là nhanh và mỗi video đạt vài triệu view trong một ngày, thì với cái doanh thu như thế này thì mình nghĩ rằng mặc dù nó chỉ đạt 10 đến 20% con số thống kê của Social Black, tuy nhiên đây thực sự là một con số quá lớn. Theo mình thấy thì mặc dù doanh thu này chưa được cao kỳ vọng như những thống kê trên Social Black, tuy nhiên mình nghĩ đây cũng là một con số rất lớn cho những người làm nông dân mà có một kênh YouTube như thế mà họ có thể thoải mái trang trải cuộc sống ổn định. Đó là suy nghĩ của riêng mình. Và nếu như các bạn có suy nghĩ gì thì có thể comment bên dưới video này, chúng ta cùng thảo luận về việc này ha. Rồi, thì theo cơ chế kiếm tiền của YouTube, lợi nhuận kiếm tiền từ quảng cáo còn phụ thuộc rất nhiều vào xuất xứ, địa lý, cộng đồng người xem video. Điều này cực kỳ quan trọng, đặc biệt là những người có thói quen click vào quảng cáo thì sẽ tốt cho kênh YouTube, doanh thu nó sẽ tăng lên rất là nhanh. Và tỷ lệ chia lợi nhuận theo lượt click ở Việt Nam được đánh giá là thấp hơn rất là nhiều so với ở mức châu Âu, châu Mỹ. Đây là điều mình nghĩ các bạn cũng biết. Do đó cái bài báo này đã đính chính một cái tin cũng khá là chính xác ha, tức là doanh thu bà Tân Vlog hiện tại chỉ đạt 10 đến 20% con số thật trên Social Black thôi. Ok, thì tóm lại, doanh thu một cái kênh YouTube ngoài lượt xem cao, nó còn quyết định ở bốn cái điều chính sau đây, các bạn lưu ý cho mình nha. Thứ nhất là quốc gia xem video. Ở Việt Nam thì mình nghĩ là doanh thu nó thấp nhất ha. Những khu vực châu Âu, châu Mỹ thì doanh thu nó sẽ cao hơn, thậm chí nó cao gấp 10 lần ở Việt Nam. Thì các bạn cũng đã biết điều này đúng không?
về lượt xem và lượt hiển thị quảng cáo. Rồi cái thứ hai là thời gian xem video, cái này cũng cực kỳ quan trọng ha. Với những cái video mặc dù cả hai kênh đều bật kiếm tiền và lượt subscribe như nhau ha, tuy nhiên một kênh có lượt xem ổn định, lượt xem cao hơn và một cái kênh lượt xem thấp hơn, trong khi hai kênh đều hiện hai quảng cáo, thì cái kênh mà có thời gian xem video ổn định lâu hơn thì cái doanh thu của bạn sẽ cao hơn hẳn cái kênh kia, bởi vì YouTube sẽ đánh giá lượt doanh thu CPM trên một clip chuột sẽ cao hơn. Cái này mình không biết giải thích sâu như thế nào nhưng mà theo kinh nghiệm của mình thấy là như vậy. CPM tức là doanh thu YouTube trả cho các bạn trên một click chuột của người xem video, họ chủ động họ click, họ xem quảng cáo. Thì đó, nếu mà thời gian xem video càng dài thì YouTube sẽ ưu ái tăng cái doanh thu này lên cho các bạn. Rồi, thứ tư đó là số lượt người click quảng cáo trên video. Cái này là phụ thuộc vào thói quen của người xem video thôi, và phụ thuộc vào địa lý người xem video nữa. Ở Việt Nam thì chúng ta không có thói quen xem video và click quảng cáo cho chủ kênh ha. Nhưng ở nước ngoài thì họ rất là biết cách họ cảm ơn kênh YouTube mà đem lại kiến thức cho họ, thì họ thường có thói quen là sau khi xem video họ sẽ like, họ sẽ nhấn quảng cáo để giống như là tỏ lời cảm ơn cho chủ kênh video đã cho họ một video thật hay. Ok, thì trên đây là toàn bộ cái chia sẻ của mình về cái doanh thu thật sự của bà Tân Vlog nó như thế nào. Những cái thông tin này mình đã đọc qua cái bài báo, do đó cái thông tin này mình nghĩ là nó cũng xác thực rồi. Thì mình sẽ kết thúc video ở đây. Video này mình chỉ làm ngắn thôi để mình chia sẻ cái tin này cho các bạn, cũng như là kết nối thêm với các bạn qua cái nội dung về doanh thu YouTube này. Nếu như các bạn có câu hỏi gì về doanh thu YouTube, về kiếm tiền YouTube, các bạn có thể comment dưới video này, chúng ta cùng thảo luận thêm nha. Rồi, hẹn các bạn ở video sau, mình sẽ có nhiều kiến thức hay về YouTube chia sẻ cho các bạn. Chúc các bạn thành công. Xin chào.